Kinh Hội Ngộ Miền Tây Tây Quê xin kính chào quý cô bác và các bạn nha. Hôm nay mình quay lại cái dẹo lương cho quý cô bác và các bạn cùng xem nha. Đây mình gãi thức ăn cho lương ăn cho quý cô bác xem cái dẹo lương của mình nha. Lúc này mình còn có ăn dẹo nghe quý cô bác. Tại lúc này thì lương không có. Đó. Đây nha. Lương này mình mới xử lý thuốc hai bữa nha. Mình mới xử lý thuốc bằng thuốc tây nha. Tiếp trước mình cũng có quay thuốc tây cho quý cô bác cùng xem đó. Đó. Hôm nay mình quay lại dẹo lương này cho quý cô bác cùng xem. Lúc này cũng hơi hiếm lương quá quý cô bác ơi. Vàng đó nha quý cô bác. Mình quay hơi lắc quý cô bác cũng thông cảm giùm cho mình nha. Nút nè. Hôm nay ốc u vàng nó đẻ nó nở hơi nhiều rồi nó ăn ba cái gạo muống của mình muốn hết nha quý cô bác. Mình thả vô đây cho nó ăn một cục đồ cặn đồ thừa đó. Đặng nó bự rồi mình bắt lúc nào mà hiếm mồi đó mình bắt mình lễ mình bầm xay ra cho nó ăn luôn nha quý cô bác. À, hôm nay không ở không không bắt được nó hơi nhiều. Ốc bu vàng hơi nhiều rồi nó ăn hết ba cái rau muống của mình. Đây. Ốc nó đẻ ở trên đó quá trời luôn quý cô bác. Đó. Đây, lương của mình đây. Mình quay trời này cũng hơi tối, mình quay video không rõ quý cô bác và các bạn cũng thông cảm giùm cho mình nha. Tại vì mình quay như vậy á, mình đưa cái đèn vô gì nó hơi nhát nha quý cô bác. Đó. Đó, có con lươn nằm rồi quý cô bác thấy không? Đó, đó. Đó lươn của mình đó. Nó lộn xộn lắm chưa nha quý cô bác. Lương mình đó, đưa đầu mình nó ăn đó nha. Đó. Nút không có lớn bằng mình cho nó ăn ốc với cá xay nha. Cá xay với ốc đó mình bỏ vô nó tại vì mình bỏ ở trên, còn này thức ăn gãi trên mặt nước đó, nó nút không có bằng cá giáp nha. Cá giáp là nút nha cô bác nghe là chóc luôn á. Quý cô bác với cái phần cái đèn mình quay á, có cái đèn á mình gọi vô cái nó hơi nhát một chút nha. Lương mình đây, dầu lương này của mình nuôi cũng được 3 mùa quý cô bác rồi, nó cũng tới cử hết rồi. Vài bữa mình làm hai dầu mới cái mình tiễn lương ra mình thay nó luôn nha quý cô bác. Cái dầu này mình để dành lại mình sửa lại. Mình sửa lại mình nuôi ốc bu đen nha. Ốc bu đen và ốc lát. Giờ hư mình bỏ cũng vậy rồi. Mình để xử lý lại mình nuôi ốc bu đen ốc lát nha. Ở trên mình có che lưới cước nè. Cho nó mát hơn chút. Mình cũng quay video tới đây cũng xin kết thúc luôn quý cô bác ơi. Và đừng quên cho mình một like và một cái đăng ký. Và một cái chia sẻ nha quý cô bác. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận các thông báo video tiếp theo nha quý cô bác. Rồi xin chào quý cô bác các bạn luôn.